đi xin cái license giấy phép hành nghề cho mấy con chó chứ không phải nó phạt 300 đô, nó không phải lu vu lo chấm bay. Bữa nay phải tranh thủ, tại còn chín tay là hết hạn rồi, chín tay mà mình nó mấy nó bắt mình phải ra tò rồi tùm lum hết. Hay khổ, bởi vì đụng vô pháp luật của Mỹ rồi nó quần mình, không làm thì chết, còn Việt Nam thì cứ lại hơi anh thông cảm, đưa chừng vài trăm ngàn anh uống cà phê với em chiều nay nhậu bữa xong. Việt Nam mình nhậu bữa xong, còn bên này là phải tuân thủ. Các bạn biết khi bị cái lái xe á, nhiều khi mà bị cảnh sát phạt á, nó phạt một công 2-3 triệu luôn, không biết ba cái coi như là coi như cái tháng lương vừa tháng lương đó là dân đúng rồi, tốt rồi, tập trận rồi. Cảm ơn ông Nghĩa nhé. Dạ anh Bạch đẹp trai. Thành ra cái xã hội mà các bạn, cái xã hội mà như nó càng đi vào trong cái khuôn khổ đề luôn đấy, con pha luôn cả bình vào bình luật của nó là một một hai là hai, nhưng phải trong Việt Nam là mà bị xe đi tham gia giao thông bị phạt. Anh thông cảm thì em lỡ anh cảm đây cho một hai gì bình nó vào là vừa chịu gửi đi chồng ấy xanh không thôi, chờ em với anh cứ đôi cứ đôi tâm tình lên mạng cái trời ơi cảnh sát giao thông Việt Nam cộng sản ác di dân hèn núp chào nhiều nhẹ máy quay phim nó không có núp đó, nó đặt máy quay phim rồi những mày con đường mà xa lộ á, Bình Dương biết nó dùng máy bay á, nó dùng máy bay mấy cái xa lộ lớn nó bay vòng vòng cho ở dọc và nó đồng nó chập cái tên chập xuống tàu nó gửi cái giấy thơ rồi và mày đóng phạt thì xong, còn không mà không lên cãi thì phải ta to cái to nếu mà nói chung là cái có nghĩa là một á thì nó có hai nguyên nhân anh. Một là cái ý thức người dân người ta cũng có cao, người ta tuân thủ luật pháp. Cái thứ hai nữa người ta làm việc theo nguyên tắc, người ta không có ở Việt Nam á, thì thực sự ra nên là cái chấp hành luật pháp nó chưa có tốt. Điển hình ví dụ như bây giờ nói để mà phạt nguội. À, điển hình nói với anh vấn đề như phạt nguội thì trừ khi đợi anh đi có nghĩa là anh đi đăng kiểm lại xe đó thì anh mới phạt được thôi, chứ còn nếu mà để mà gọi là ghi biên lai mà dán lên kính xe rồi ha, em nói anh là họ cũng không đi đâu, em đảm bảo anh nó ở bên này hả, thằng cảnh sát nó phạt mình á, nó dán lên kính xe mà xong rồi đó, đi xuống với đào thao anh chị, có bữa nào tôi nói tôi đi, tại vì đi xuống nó xa là biến không, thế nào tôi cũng phải đi một chuyến, đậu chỗ nào cũng vậy đó, xuống với đào thao á, nó gọi là cái khu trung tâm thành phố giống như quận 1 vậy đó, đậu xe chỗ nào cũng như là nó có cái cột mới để tiền, cái cột mới dựng á, mình bỏ tiền lẻ vô là mình mới đậu bao nhiêu tiếng bao nhiêu giờ là hết giờ mà mình quên trả hay là mình đậu mình không trả gì, nó có một chiếc xe của cảnh sát, chiếc xe mà nhỏ xíu à. Chiếc xe gọi là xe nó chạy trong thành phố á, cảnh sát nó ngồi đó nó chạy nó thấy cây cột nào mà chớp màu đỏ đó, nó lại nó viết cái tờ giấy phạt để đó rồi xong tổng phạt đi cưng không có không ăn nỉ không có gì chân, nó bắt biết đi xuống dưới mà trung tâm thành phố gọi là đau thao đụng vô cái gì cũng tiền hết trơn á, vô đậu xe phạt đó, vô chỗ đậu xe đó là đậu một ngày như vậy 20, đậu chừng tiếng đồng hồ 10 mấy hay cũng 10 đồng 50 đồng tôi quên rồi, rồi tôi đậu xa đó thì nó rẻ hơn, đậu bốn tấn quỳnh cũng gần thì nó mắc hơn, chút nó đụng vô cái gì cũng tiền không ha, trung tâm thành phố mà nó cặp cột ở dưới dọc lề đường á, mấy dĩa hè đó, chào anh Peter, anh mà đậu xe vô một cái anh phải cho tiền, nó phải có bật lẻ đó, bật đồng á là phải bỏ vô. Xin lỗi nha, mình đang nói cái mình vô duyên từ sáng đây nó bụng mới tức vậy. Không sao anh, vừa nói chuyện vừa ăn nó mất lịch sự phải không,
anh chị em các bạn biết mà, đời sống ở bên Mỹ nó có cái khuôn khổ không phải Việt Nam đâu. Dân mấy thằng chống cộng trên này nó hay lúa, mấy thằng chống cộng cực đoan ở bên Mỹ toàn là dân lúa, cho nó thiệt, nó ngồi đó. Nhiều khi tôi lên đây tôi chia sẻ mấy chuyện bên Mỹ, cháu về Việt Nam ở đi. Tôi nói chỉ có lần điều rồi, sáng về Việt Nam ở đi. Nhưng mà cái những cái chia sẻ, những cái bất cập trong xã hội nó không có, nó không dám nói ra. Tụi nó sợ lắm. Những cái thành phần chống cộng cực đoan bên Mỹ, tụi nó rất là sợ vì những cái sự thật về bên Mỹ. Rồi bây giờ lại có mấy kẻ, mấy thành phần mà lại cuồng Mỹ trong nước. Tôi nói các bạn là cái nước chẳng thêm. Bữa nay hôm qua tôi vô màn ơi, mấy anh em mà bất bình á, vô trong cái diễn đàn cũng đặt thằng đó tên lá giờ tôi làm vô đặt nhỏ ta rồi đó lắm. Bởi vì trên đời nói chung là thời buổi giờ chúng ta lên mạng các bạn nó đa chiều lắm. Nhiều khi mình thấy những cái nan đề trên mạng, nhiều khi một số bạn buồn, tại vì tôi nói nhiều khi nhớ nhiều người giống như thằng này bố láo ấy. Tại vì tôi đấu tranh ở trên mạng này gần 20 năm rồi, tôi lên bờ chút luôn, coi như là hơi bị quen mấy cái chuyện mà là cá nhân rồi này kia đó. Phải cho mình nói rồi nghe vậy thôi, chờ mình làm cái gì giờ. Hồi lúc trước tôi nói với anh chị các bạn kể nhiều lần, tôi còn bị ngay cả anh em mình vượt tôi chạy nữa mà. Các bạn biết ở mấy cái đèn khác xong rồi nó bài game á, nó làm cái game cho nó, cái nó hù vào nhau đám đông lắm, cái nó lập mưu. Hồi đó mới lên mạng chơi mà cũng ngu lắm, giống như mình không có cái kinh nghiệm á. Hồi đó tôi cũng háo hắn lắm. Bây giờ thì mình quen mình biết rồi, như trên Facebook đồ cũng vậy, nhưng khi các bạn thấy tôi anh em rồi cũng an ủi này kia thấy thì cảm ơn, nhưng mà cái tập trung chơi lên mạng cứ sinh hoạt cái gì hay thì học thôi các bạn, chứ không có gì phải quá buồn hay gì đâu. Buồn thì nó cho thật ra thì anh biết không, để em cắt ra lại anh tí xíu là tại vì như thế này, nghe nói là anh chiến đấu trên 20 năm trên bắt đầu có những cái 20 năm. Nhưng mà tại em biết không, tại sao gì em chặn anh biết không, em nhắc anh là tại có những người á, người ta không có hiểu từ trước khi mà có Facebook thì có cái gì thấy không, thời có chợ Long Thủy, có giờ hú, xong rồi có bao thóp. Em nói anh á, hôm bữa như thế này nè, về có Việt Phân nữa. Đúng rồi, có Việt Phân á anh. Đúng rồi, Việt Phân anh chat room. Anh muốn chat room mà chat Phân hả? Việt Phân trong đó cũng đó. Có những cái diễn đàn chống cộng nữa. Có anh, có. Tại nói như thế này nè, hôm đó về nhà, em kể cho anh nghe. Về nhà nói chung cũng vô tình đi ăn với ông già vợ. Thế sau bắt đầu cũng ngồi cũng nói chuyện sơ sơ thôi chứ không dám nói nhiều. Cái ổng mới nói là ổng không ngờ là ổng biết tới bao thóp luôn. Ổng biết tới bao thóp, ngồi nói chuyện qua lại. Ổng biết ổng cũng là một tay chống phản động ở trên bao thóp luôn. Xong rồi wow. Lúc đó em đâu có dám nói nữa. Em ngồi im nghe ổng nói thôi. Rồi bắt đầu ổng kể ra một lọt. Đó. Rồi đầu tới bây giờ sau bắt đầu lúc đầu ông đâu biết em live stream để em chống một phản động đâu, cái tới chừng khi ông biết được ông ấy thôi chơi cũng ít thôi, đừng có đi sâu vào quá, nó cũng không tốt, ông chỉ nói vậy thôi. Đúng rồi, tại mấy người ta chơi mà ta có kinh nghiệm ở các bạn biết ở ngoài phao thoát rồi chơi còn mất dạy hơn trên Facebook nhiều, tại Facebook nó có luật, các bạn biết không, Facebook nó có luật, nó còn bị thằng mót đánh ở quốc nó dằn vô dắt bậy bạ còn ngoài kia hả, giả mang hơn chúng mày trăm nghìn lần luôn. Cái thằng mà phao thoát nó chỉ biết là nó thu lợi nhuận về thôi, chỉ lại nó dùng á, thằng nào có tiền bỏ ra tiền mua nít là thằng đó mạnh, thằng đó cái nít thằng đó vững vàng thôi. Các bạn biết nó chơi vô cùng mất dạy, nó có thể đảo ngược đảo lộn mọi tình thế, các bạn biết nó bèo phá.
thái với nhau á, khi nó đảo lộn tình thế các bạn mà không chủ trương, tôi nói các bạn biết nha, mà thao thoát nha, nó có hình như là hai vụ án treo cổ, nó kích người ta đến nỗi treo cổ ha, cái thằng này bên Mỹ chót á, để tôi đánh cho các bạn lên xem, tôi có còn cái link, nó đánh cái thằng này ha, nó kích cái thằng này nữa, nó treo cổ chết luôn, hai vụ án gặp như mấy chỗ khác mà nó thưa nó kiện rồi. Cái lịch sử của thao thoát á, các bạn nghĩ đi, giọng ghê lắm, nó kích người ta, nó kích người ta, ta treo cổ ghê lắm cô ơi. Ở trên mạng này nhiều khi mấy đứa nào mà nó bài ngu ổng cô này kia kệ cha nó đi coi cô coi nó giống như là cô đẻ tụi nó ra được, nó giống vậy đó. Mấy cái đám trẻ trâu bây giờ tụi nó cái đầu nó đi nhiều khi nó cuồng rồi nó bè phái bè đạn để chi coi. Bởi vậy con nói với cô kể nó thiệt á, nhiều khi phải nói cô lên trên này chơi mình chỉ đề cao cẩn thận chút, đừng để mấy cái đám nhỏ nó lôi cái người lớn vô rồi nó làm mình bật mình thôi. Như anh Cầm rồi anh Tư rồi những lớn vậy, cẩn thận đừng để tụi nó mắc mưu rồi nó thôi. Tại mình lớn á, nó dịp cái bài cái mưu nó làm cho mình bị điên đầu. Dạ đúng rồi đó anh nè. Anh chị em các bạn tại biết vì sao không? Cái người Việt tại vì họ, đó, họ có nghĩa là họ biết được cái hiệu ứng của cộng đồng mạng mình, nên đôi lúc họ đưa ra một cái điều gì đó nó không có được chuẩn, thì cái cộng đồng mạng họ đôi lúc họ cũng không hình dung ra được sự việc, rồi họ cứ lao theo, rồi cuối cùng tạo thành một cái hiệu ứng đám đông. Thì cuối cùng nếu em nói anh á, mình mà tinh thần mình yếu á là chất giả đó, chứ không phải giờ không phải đùa đâu. Thôi dĩ nhiên rồi, bởi vì nói anh cho bạn cãi mình cứ cái mạng xã hội này á, nó tôi liền lẫn lộn gì kiếm rồi. Tôi nói thật á, nếu mà anh chị em các bạn mà vượt qua được á, anh chị em các bạn rất là sắt thép, vô cùng sắt thép, và mình sẽ áp dụng ngoài đời, mình sẽ cảm thấy khi bước ra đời thật á, mình bắt đầu mình sẽ vững vàng hơn, mình sẽ không bị lung lay. Tôi nói anh chị em các bạn, tôi hai cái đồng chí của mình, đồng đội của mình mà nó ngược tôi, nó bài game á, không giả mang nữa thôi, tôi phải mua một cái rung mấy ngàn đô để đặng mà tôi đứng mà tôi chống đỡ với tụi nó. Lúc đó con bạn biết tôi mua một cái diễn đàn, tôi mình phải bỏ tiền ra mình mua bằng thao thoát để đặng cái diễn đàn mình nó tồn tại á. Tôi mua đến nỗi như vậy, tôi chơi đến nỗi như vậy á, mà mình đâu có phải mà hồi đó lúc đó mình còn háo thắng, mà sau này rồi thôi nghỉ mệt, thấy mình thất tỉnh rồi mình thấy mình phí tiền phí của, phí khủng khiếp luôn, uổng. Nghĩ lại cái tiền đó hay gì mình để làm từ thiện, nó còn có nghĩa ý nghĩa. Các bạn biết là tôi chơi cho nó có một thời gian tôi khùng hồi đó, tại mới mà mình điên đến đời như vậy á, bỏ lấy nó bỏ thật ra anh biết á, thì đó cũng giống như em khi bắt đầu em bước lên trên cái cộng đồng mạng này á, là thật sự em đi xem rất nhiều, em xem gọi là em xem tính là em xem khoảng là 2 năm mấy 3 năm em xem đến nỗi là tất cả những cái như những cái tờ báo như Việt Weekly hay là Phố Bonsa hay là nói chung là những cái đó là coi như là em xem hết luôn. Rồi bắt đầu từ ngày khi có livestream ra là bắt đầu em chỉ đi xem thôi, chứ em không có, mà cũng ít comment luôn, có nghĩa là lúc đầu mình cũng không có nghĩ gì nhiều. Anh Tí Con đó, rồi dần dần bắt đầu anh Tí Con cũng lấy cái bước vào những cái diễn đàn của bọn kia thì bắt đầu là máu mình nó tăng lên dần dần từ chỗ đó bắt đầu là và em mới lún mặt lên để em live stream thôi, chứ đầu tiên là em đi những cái diễn đàn đó em chỉ em nói là nên tại sao mà cái nick Bình Dương của em không còn vào được ông Benny Trương nữa, có nghĩa là đến đổi khi tại sao mày ông lót rồi là ông lót cô di chuyển luôn mấy xúc mấy người đó mấy người khùng đó. Thật sự mà nói mấy người đó mà khùng của mày bây giờ thời buổi giờ ai thử á anh biết đâu họ nào có ý đồ anh ơi một lần hoặc bây giờ người thì ngoài người cái vấn đề là họ tạo ra cái diễn đàn để họ tạo họ tìm cái khán giả và ủng hộ. Anh biết đến bây giờ họ mở ra một cái kênh truyền thông rồi, ông Benny Trương á kết hợp với một bên nữa mở ra một cái channel được tới đâu. Thì bây giờ tại vì sao nó có con cái, nói chung là lên trên mạng
cái tụi Mỹ nó rất là hay cái là nó marketing, nó dùng mấy cái đó nó quảng cáo, hoặc cái chip vừa rẻ, rất là rẻ, nó vừa tiện nữa. Bỏ 50 xu một lần quảng cáo đi, 50 sen hay đồng đi, giá tỷ thì chết một cái 50 sen đồng đi. Rồi cái người ta bắt đầu lời đồn ra tiếng lại rồi. Cái thị yếu mà cái người Việt của mình chỗ nào mà thấy tự nhiên nó có cái đẻ tự nhiên lên chửi nó đẻ ra được tháng được 100-200 đồng cũng vui. Ở đó giữa ngoài ước thì tháng được 1-2 triệu cũng thấy đã quá đã rồi. Chỉ lên chửi lộn thôi. Tạo ra những cái tỷ kia mà thấy cũng ngon rồi, thành ra xã hội bây giờ nó gọi là toàn cọc quá, hồn ai nó giữ. Ok Trương Minh Thảo, hồn ai nó giữ, nói chung là vậy đó. Nhưng không để nói giờ tôi phải đâm đầu đâm cổ trên mạng này hoài biết chết cho, tại vì bây giờ tại vì tôi theo kiểu giống như mình vì thai mình tự kỳ đại thì mình rảnh thì lên chơi rồi tham gia rồi mình nói lên những cái gì hay của xã hội và mặt trái mặt phải để đặng biết nhau thôi. Chứ giờ làm được gì, nói chung nhiều khi đâm đầu đâm cổ trên mạng á, bước ra ngoài đời mình thấy giống như mình ở trên cái vũ trụ nào mới rớt xuống vậy. Đúng rồi, trên cô căn mình mới rớt xuống mà. Các bạn vô trong thao thoát chơi thử thời gian đi, có bị lôi cuốn. Nó còn nó như con ma, con ma gọi là con quỷ mà mọc nanh vậy đó. Các bạn biết hả? Mình bị lôi cuốn nó tiếng đường ra ngoài giống như mình giống như thằng ngơ ngáo vậy. Tưởng nó thật á, tôi không nói dốc bà. Cứ trải nghiệm thử đi. Nhưng mà thôi đừng có vô nó còn chết nữa. Nó khủng khiếp lắm kìa. Hello anh Danny. Hello anh Danny. Các bạn biết tôi ở bên này. Tại vì những cái thời kỳ mà gọi là anh Danny có khỏe không? Tại mà máy tính á, các bạn biết hồi đời đầu nó gọi là Commodore. Rồi hàng Compact lúc đầu rồi cái máy ấy, giảm vậy nè. Ngày xưa các bạn biết xài điện thoại vi tính á là phải nhấn gió nhấn ít chạy chúng ta luôn nhiều. Các bạn biết đời đầu nó gọi là IBM Pico á là phải xài nó với thằng Windows 3.1 rồi từ từ nó lên thằng DOS dẫn lên tới 6.0 sau rồi nó dẹp luôn. Để các bạn biết hồi xưa ông Bill Gates đó ông làm cho thằng Apple. Để ông phát minh với thằng Apple nhưng mà ông muốn áp dụng cái sau phần mềm của ông vô đó nhưng mà thằng Apple nó không có hợp tác cho nên ông tách ra ông làm riêng. Để thằng bởi cái hệ của thằng Apple đó, các bạn biết đó, nó khác với lại thằng Microsoft rất là nhiều, nó một trời một vực. Cái ông Bill Gates ông mới ra ông làm riêng rồi ông gặp thời, người ta nói thiên thời địa lợi mà ông gặp thời, ông lên như diều luôn. Tại vì ông làm như vậy đó, máy nó rất là dễ chạy. Sử dụng hồi xưa máy các bạn biết dùng cái đĩa nó mềm mềm bự bằng bàn tay vậy. Bự hơn nó gọi là 5.5 quên rồi, 5.3.1 gì đó, 3.5. Mà cho vui lắm mà đó, xài máy con người của mình á, đầu óc mình nó dơ dữ, mình phải suy nghĩ. Các bạn muốn mà vô ông đó làm comment vậy phải đánh bát bé flash hay là này kia đồ, các bạn phải chỉ comment rồi vô Windows rồi lố nữa. Hồi xưa nó của mình nó hoạt động nhiều hơn bây giờ. Tôi sắp quay có làm sẵn cho mình đó nè, các bạn có làm sẵn vô cái click đấy, nó gọi là tác động kỹ thuật cao mà hàng ngày nó tăng lên mà các bạn biết chặt theo cao mà chắc nó là vừa tốt tiền. Các bạn biết hồi xưa mua được một cái máy vi tính, nhà nào mà mua được cái máy vi tính là phải có tiền đó. Ở bên Mỹ cũng vậy đó, là phải hiểu biết phải học, tại vì nó học nhiều lắm các bạn. Mỗi lần mà lên mạng hồi xưa dùng dial-up modem, mà modem nó mới ra 96K rồi. Màn ơi, ở hai nó ra 2.8K, 9.6K rồi nó lên 2K. Nó chạy đây. Vui lắm. Mà cười lắm mà nó đai được vô được internet gì. Ôi mừng như má đi chợ mới về vậy. Mừng lắm, các bạn biết mừng. Mà các bạn biết ở đó tôi xài tôi làm cho hãng Hollywood.
cái tôi làm bên đó nó về mainframe computer, nó làm cho quân sự rồi đó, những cái hệ thống máy mà nó làm để điều khiển máy bay, điều khiển quân quy mật không gian, điều khiển quân sự với lại dân sự đó. Tôi làm, các bạn biết tôi làm có mười mấy năm mà, thành ra tôi biết về computer, các bạn biết máy móc Mỹ đó, nó làm một cái mainframe computer, một cái circuit board, các bạn biết mấy chục ngàn, có cái lên cả trăm ngàn. Dàn hệ thống computer đó giống như nó để điều khiển trong quân sự, những một cái dàn nó gọi là mainframe, mà cái mainframe có giống như cái server, nó gọi là server, nó các bạn biết nó kỹ lắm, nó sản xuất ra một cái máy, các bạn biết nó bỏ vô cái lò nóng, nó có cái chamber bỏ vô ha, nó tung nóng lên để cho coi cái máy đó nó có chịu được cái sức ép, nó chịu nóng bờ, rồi bắt đầu nó tắt máy, nó cho xuống độ lạnh, nó cho xuống không độ sâu, nó coi cái máy đó, nó có chịu cái stress, cái sự biến đổi của nhiệt độ nổi không, à không gian bây giờ nó đi vào vũ trụ đó, nó có chịu nổi không, nên là nó bị bức, nào bức rớt ra ra ngoài là nó chạy nghiên cứu lại tại sao vậy, rồi đồng tàu nó cửa nó nâng cấp lại, làm gì cũng để mà cắt lo đi các bạn nhé. Tôi làm 15 năm sao mà chưa kỹ. Dạ ok chị Giáo Phụ, có ai lên thì lên chia sẻ nha, thành ra cũng chia sẻ anh chị em các bạn về cái gì mà khoa học kỹ thuật nó nói chung là nó đại giả cái gì lên rồi nó cứ tiến lên không, mà nó không có đi thụt lùi, tại vì tụi tư bản nó sống chờ cái đó, mà thằng nào mà không là các bạn biết làm cho công ty Mỹ đó là mình, nó bắt mình nó phải học như là vài tháng đi training, vài tháng đi training, thằng nào mà lười mà không chịu học đó, là dân như vậy coi như là bye bye cho mình. Làm việc trong Mỹ các bạn biết đó, là mình phải cái dùng cái đầu mà phải cái gì cứ phải học hoài chứ đâu phải ngồi đó cứ vô đó làm xong hết giờ đi về đâu, các bạn đâu phải vậy đâu, nó giao đưa trong cái project và bạn phải làm. Không làm vì Nga không biết lấy ra đâu nào vậy, không nhảy ra vậy, lý do các nguyên nhân gì tại sao cái tám à không đó nó bây giờ hôm nay là hôm nay là 10 á, và phải nâng cấp nó như thế nào cho mình ra bao nhiêu bình nhỉ. Tôi từng làm cho các bạn biết, làm cho Honeywell, các bạn biết nó làm bên đồ sự tức là bạn biết vô trong cái chỗ làm việc đó phải có cái thẻ bấm cái cửa đó hoặc là để cái dấu tay vô cửa nó mới mở, máy quay phim nó quay tứ phim, các bạn biết nó kỹ lưỡng cái đồ gì, nhưng bây giờ ăn đúng bị cái các bạn thấy không, ở bên Việt Nam á ống người ta làm xong thì sáng ra giờ người ta còn kiếm được tô phở, tô cháo, ngồi cà phê. Còn bên này các bạn thấy dậy xong rồi luộc mì nè, thấy không? Mì ăn liền. Chết dịch thôi, bây giờ mà lái xe đi ra. Bây giờ lái xe đi ra, phải đi xuống tố kia rồi chạy ngược về nữa. Mà lái đâu phải gần đâu. Chưa ăn luôn cháo đậu xanh cơ ạ. Hủ tiếu gõ. Hủ tiếu đây. Bánh mì đây. Ai ăn bánh tiêu bánh mì thôi. Cứ cho vào trong bánh mì trong, đây, bánh mì đấy thôi, trong tủ lạnh để mai răng. Bánh mì cho ngổ rồi. Rồi cái bánh canh ở dưới nè, hủ tiếu ở dưới nè. Đây các bạn thấy không? Bước lên kia là ta có cái chợ, người ta bán cá, bán này kia chạy cầm. Còn bên này hả? Đồ đông lạnh. Mẹ biết có quản biết. Đồ đông lạnh. Đông lạnh thì phải bỏ tủ lạnh như thế này. Các bạn thấy phải hai cái tủ lạnh. Anh Quân Dũng chạy chúng em Quân Dũng mình ở xa gì đi con ăn uống mình được mua sẵn các bạn đâu đó, phải bỏ vô tủ lạnh đó, đông lạnh đó, bỏ vô vậy đó. Cách án nhiều khi mua ăn cách tháng cái gì cũng tủ lạnh, cái tủ lạnh bên này nó bự, cái tủ lạnh bên Mỹ nó đâu phải cái tủ lạnh Việt Nam, mà Việt Nam người ta không có tủ lạnh người ta cũng đâu có chết đâu, có chết trong tay đâu, bước xuống có đồ ăn, bước ra kia sáng đi chợ sáng, chiều đi chợ chiều, chợ chợ cũng còn được, xách cái bị đi. Còn bên Mỹ họ xách chiếc xe, lên xe đề máy máy xong phải nổ. Tôi nói nha, tôi nói đến mùa đông nha, tôi nói cho bạn biết ở mấy cái vùng mà ít tới mùa đông mà tuyết á, má ơi ra nhậu tuyết
rồi cầu tiết rồi phải làm cho xe nóng lên, nó còn khóc ức nó. Các bạn thấy không, đời sống mà ăn nước miệng cái nó thiếu. Và các bạn thấy mỗi lần tôi đi về Việt Nam á, mua uống đồ vô mắm nè, chao nè, ăn là vô con nè, các bạn thấy không nè, còn đổ họ đổi nè, vô mắm nè, nè, mẹ 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 chứ, mẹ bóp đâu chứ.